chán dữ vậy. Đăng clip này mà bị xóa nữa là thôi luôn. Đăng hai clip bị xóa hết hai clip, hên là kháng được clip đó nha. Không là thôi luôn rồi đó. Từ nay là phải kỹ lưỡng lại chứ một lần nữa là xong con cá lòng tông luôn. Bữa nay mấy đứa nhỏ nó đi bẫy cá nữa nè, mượn nó quay một tí ha. Bây giờ nói chuyện cũng phải kỹ lưỡng chứ sợ bị xóa clip lắm mày. Thì đi dở bẫy cá linh thôi chứ không có gì hết trơn á. Cá lóc, cá ép, cá chép, cá lòng tông mà không có đó. Mấy con đó không có ở đây nha. Khỏi kiếm. Ở đây có cá linh nè. Hên hên thì được dạng cá bóng. Bữa nay được con cá goofy nè. Có cá lạ lạ là tôi xin nha. Mình bắt không được thì mình xin. Mấy đứa này nó bắt ghê thiệt các bay. Cái bẫy tôi làm cho nó luôn. Mà nó nói thôi mày ơi, mày làm như đồ đắt đó, bán về chai người ta không mua nữa là biết rồi ha. Tôi nói xạo á, tôi làm biến để đặt thôi à. Còn con goofy này mình đi nuôi với mấy cá linh ha, thành hồ cá goofy linh. Ác đạn thiệt các bay. Ừ, con này nói nó sinh sản được với con cá la hán nữa đó, không biết được không mà ai đồn ác thiệt chứ. Thôi bye bye nha, quay nhiều quá bị xó nữa mất công lắm. Không sao không sao, chúa phù hộ em, chúa phù hộ em nha.